Chào mừng quý vị khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm qua mình có review cái con máy bơm nước này anh em, của hãng TOTAL INGCO á. Nhưng mà hôm nay mình cửa hàng mình lại hết hàng ha. Đặt hàng thì con này hiện tại đang hết hàng. Mình có đem cái con của hãng Toto về thì hai con này đều như nhau anh em. Thứ nhất là về cái công suất như nhau ha, thì mẫu mã như nhau, về nó chỉ khác nhau về cái thương hiệu thôi. INGCO TOTAL thì hai cái thương hiệu này nó cùng một nhà máy anh em ha. Đó, anh em thấy nó không có gì khác hết, nó chỉ khác nhau cái màu thôi. Về thông số kỹ thuật cũng vậy, cả hai con thì nó đều, cái con của TOTAL nó vẫn là 370W 0,5 HP, vẫn là hút sâu 8m và nâng cao được 32m anh em á. Đó. Rồi, thì con của hãng INGCO cũng vậy. Đây. Hai cái về thông số kỹ thuật là như nhau nha anh em. Rồi. Thông số kỹ thuật không có khác. Mà do hiện tại con này mình đang hết hàng ha, thì cái chức năng con này nó vừa có tự hút nước được anh em ha, tự hút nước được và đóng mở bằng áp lực nước. Rồi nó chỉ có như vậy thôi. Thì hôm nay mình review lại hai cái con này để anh em nào đang không có con INGCO thì có thể mua cái con TOTAL này để mình sử dụng nha. Rồi thì cái con này thì mình bỏ qua bên ha, mình sẽ tập trung vào cái con TOTAL. Thì đây là cái dòng máy bơm bằng áp lực anh em ha, nó có cái lớp B như này nè, nó tự động nó bơm luôn ha, tự động nó bơm luôn rồi tự động nó hút nước luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ test thử những cái việc đó cho anh em xem. Thì bây giờ ở đây cái ở trong đây là nó chưa có mới ha, mình chưa có nước trong đây. Anh em lần đầu tiên cắm điện ấy mình phải mồi nước cho nó, để mình mồi nước nó vào anh em ha. Nó phải có nước mồi mới được nha anh em. Anh em chờ một chút. Đây, mình sẽ mồi nước lần đầu tiên ha. Trong đây nó có cái van một chiều anh em, nó chỉ cho nước vô đầy cái bồn mà thôi ha, nước nó không có chảy ra này. Thì khi máy bơm nó hoạt động á ha, thì nó sẽ cuốn nước ở trong đây nè và tự động nó hút, nó đưa lên chúng ta. Thì ở đây mình sẽ mồi trước. Đây mình xả hết. Rồi. Ha, nó đầy rồi đó. Rồi mình sẽ gắn ống này vô ha. Ống này thì không có cái lớp V gì hết á. Đó, mình gắn vô đây. Đó. Ok, rồi. Thì vậy xong anh em ha, cho mình sẽ cắm điện vô cho nó tự hút lên ha, và nó đẩy ra ngoài kia. Rồi bơm nó chạy ha, một chút xíu nó mới ra nha anh em, tại vì nó đang hút nước lên á. Đó. Ok ha. Đó là cái chức năng nó tự hút đó nè. Rồi dưới bồn hết nước rồi nè. Rồi mình tắt điện đi. Nè. Mình sẽ bơm đầy nữa vào. Thì bây giờ mình sẽ thử cái chức năng cái chức năng đóng mở bằng áp lực. Thì cái này nó ứng dụng trong những cái trường hợp mà chúng ta trong nước yếu anh em ha, nước nhà yếu rồi đó ha, chúng ta sẽ áp dụng trường hợp này. Này mình không có dán keo. Đó. Nên chạy chút. Mình phải siết cho nó cứng ha. Đó. Rồi thì mình để cho nước nó lên ha. Rồi thôi được rồi, giờ mình sẽ cắm điện vô. Rồi mình mở cái van này nha, mở van cho nó chạy này, cho tự hút lên. Rồi, ra kìa anh em ha. Rồi khóa lại, khi mình khóa cái van nước lại ha là nó tự động nó ngắt ha, mình xả ra thì tự động nó chạy, đơn giản vậy thôi anh em. Nó xả ra chút xíu nè, nó chạy nè ha, rồi mình khóa lại, tại vì cái nước ở dưới đây mình hết rồi, để mình xả cho nó. Ủa, sao nó không chạy nước nữa? Nước bồn hết rồi anh em, nước bồn hết rồi thì ok thôi. Thì hai con này nó như nhau ha, nó có đóng mở bơm bằng bằng áp lực ha. Đó thì anh em có nhu cầu về những cái dòng bơm này thì có thể liên hệ với mình để mua hàng, giá 1.170.000 chưa bao gồm phí ship nha anh em. Thì ở đây mình sẽ xả ra, nó xả ra thì nó bơm nè anh em nghe tiếng bơm nha. Đó, xả nè, đóng mở, đóng rồi ha. Đó anh thấy không, nghe tiếng bơm ha, chạy rất là êm luôn. Xả ra, đó đóng lại rồi, hết nước rồi, nó xúc ra rồi, ok ha. Về căn bản cái con Turbo này là bên ngoài cũng màu xanh cũng rất là đẹp anh em. Đây thì thực sự cái nguyên lý đóng mở thì cũng đơn giản anh em ha, nó dùng cái áp lực trong đây nè. Còn cái dòi nè anh em khóa lại thì máy bơm nó hoạt động, nó nén cái đường ống trong đây, vô đây nó có cái rờ le đây nè, áp lực quá thì nó tự động nó ngắt. Khi anh em xả bơm nước ra thì áp lực thì nó giảm, nó đóng cái rờ le đây, nó chạy lại thôi, nó chỉ có vậy thôi à, không có gì phức tạp hết đó nha. Rồi 1.170.000 nha anh em ha. Anh em nhu cầu về cái máy bơm này thì có thể liên hệ đi mua hàng, giá chưa bao gồm phí ship nha, giá chưa gồm phí ship đó. Con này là 0,5 HP nha. Thì thông thường á, trong gia đình đó em, trong gia đình chúng ta xài những con này nó đẩy là vừa rồi, không cần mạnh lắm nha, đẩy là nó vừa mạnh rồi, nó nâng cao lên độ cao ví dụ như 32m thì trên lầu chúng ta thì nó cũng đâu có cao dữ đâu anh em ha, 32m. Gia đình dân dụng thì gia dụng thì nó dân dụng thì cũng không có cao lắm đó. Rồi ok ha, anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ số điện thoại bên dưới. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.